Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái cấu hình nắp đêm gấp cho anh khách ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em làm clip nhé. Nếu như anh không ưng với cái phân tần kia kìa, anh có thể gọi điện bảo là em đổi cho anh cái phân tần nó có chế độ gạt PCB pick amp ấy. Thì tiếng nó cũng tương tự thôi, nhưng có hơn cái là nó có đánh chiêu quay nếu như anh có nhu cầu. Còn không có nhu cầu thì thôi anh không phải gọi đâu anh ơi. Bởi vì đúng thật là em định nắp cái đó cho anh thật, nhưng mà nó hết hàng. Bây giờ nắp tạm cho anh, nếu như anh ưng với chất âm của dòng này rồi thì thôi. Còn nếu như anh không ưng với chất âm của dòng này mà anh muốn thôi được rồi, chú để cho anh đánh chi quay thế này thế kia, được, em sẽ đổi cho anh. Và anh gửi lại em phân tần cũ này. Gửi cho em phân tần cũ này gồm có là miếng hậu kia kìa, hậu nhá, và mạch phân tần. Đấy. Ở đây là cấu hình của anh khách ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhá. Phụ loa Bass Neo Hewell 15 NDF 100C1. Củ loa tép là BCNC Trung Quốc. Con này là côn 74.4. Đấy, và neo này là neo bi, em không ưng với dòng này. Thì nói luôn là không ưng. Nếu như anh khách cũng không ưng, gọi điện ra hôm nào đổi phân tần thì là đổi luôn cụ tép này, hoặc không thì đổi cụ tép thôi. Thì anh gửi cụ tép trước cho em, sau đó thì em được sẽ gửi cho anh cái cụ tép neo vòng kia. Đấy, cái này thì nói thẳng ra là mỗi bên chịu một chút tiền phí ship thôi. Đấy, bên em gửi hàng suốt thì là phí nó rẻ hơn, bên anh gửi ít thì chắc giá nó sẽ cao hơn tí. Đấy, mất công gửi đi gửi lại cái cụ tép thôi, nói luôn thế, bởi vì nó bị nhỡ hàng không làm kiểu gì được. Thôi chấp nhận tạm, được không ạ? Với cấu hình H1215 này, giá hiện tại bên em đang bán hiện tại với cái cấu hình là phân tần đi theo thùng. Còn các bác muốn là phân tần đánh chiêu quậy thì nó sẽ đắt tiền hơn nhá. Là như cấu hình hiện tại như này, phân tần đi theo thùng ấy, phân tần này em nhập vào nó sẽ cao hơn được cái mạch trẻ nhôm. Nhưng mà hết trẻ nhôm phải lấy tạm cái mạch này, nhục lắm các bác ạ. Đã mất công nó khớp lên như này rồi, nó rất là mất nhiều thời gian, hàng không biết kiểu gì, các sếp chơi xỏ hay sao ấy, hay là test thử tay nghề không biết ấy. Đấy. Như cấu hình hiện tại bên em đang nắp lên như này là vào 19.800.000, như lần trước em có thông báo ấy, thì là 19.800.000 là bao ship cho các bác nguyên một cặp này, mất gần 2.000.000 tiền cước rồi. Các bác đừng có kêu đắt nữa, gửi trong Nam, gửi ngoài Bắc này thì em chỉ bớt cho các bác, nếu các bác nào qua cửa hàng đấy bớt cho các bác được 1.000.000 thôi. Đấy, thì nào gọi là lấy công làm lại, các bác hỗ trợ em một tí. Còn ở trong Nam thì nói thẳng ra là gần 2.000.000 tiền ship cơ, đắt lắm. Đấy, đây nhá, thùng đây. Thì em cũng kể luôn với các bác như này, nhiều các bác bảo thì anh đặt chú thế nào mà là chú này cho anh cái miếng vải nhìn trông như thế này như thế kia. Bởi vì lưới này em đặt lưới sắt đồng hoàng giống mẫu cổ phên H1212MH ấy, thì là giữa cái khe kèn đây này, em sẽ quay trong nhà nhé. Giữa cái khe kèn này này thì là nó có một cái tấm sắt, một tấm sắt này, nó chạy nó cong vòng ra đằng trước, nó giống như kiểu phên xịn ấy, thì là nó có. Nhưng mà do em đặt và số lượng ít nên là đơn vị cung cấp họ từ chối một cách khéo léo đến mức em xác định luôn. Đó là anh ơi anh đặt được nhiều không, anh đặt mấy nghìn, bảo quái nạ mình bán chắc được 100 đôi thôi, xong là khai tử mẫu. Chứ đặt mấy nghìn về không biết là nhét vào cái gì nữa, hay là bớt lại làm lưới đi, chắn chuột cho các cái model khác, thế thì em chịu. Thế nên là bên cung cấp họ cũng cho model tacking luôn, tức là tịt luôn. Bên cung cấp lưới là họ cũng nói thẳng ít nhất 1.000 em mới nhận, họ nói thẳng luôn. Thì bây giờ tầm này em nói thật các bác nhá, gánh thêm cái chi phí trên một đôi thùng này nó không đáng là bao, nó không đáng là bao thật. Nhưng mà các bác cứ tính nhá, một cái tấm lưới rẻ rách là 30.000 một tấm, một thùng này thì bỏ công đặt đi thì lại nhét nhiều vào, ví dụ hai khoang lò bát này, hai khoang thoát hư này, là 4 tấm lưới trên một cái thùng, một đôi thùng là 8 tấm, chục đôi thùng là 80 tấm. Đấy, 100 đôi thùng là 800 tấm, còn lại thừa ra 200 tấm. Mở bán gì đến 100 đôi thùng, chắc giỏi được, còn mã H1212 nữa, thì ăn may thì 1.000 tấm thì đạt được. Nhưng mà từ lúc đặt hàng đến lúc có hàng để mà bán cho các bác là mất 2 tháng. Thế thì em cũng xin hỏi lại các bác là thế bây giờ đặt xong rồi đến lúc đó
bán được một nửa so với dự kiến rồi thì còn làm nữa không. Đấy, thế là thôi, từ bỏ luôn. Bên cung cấp họ báo cái lý do thứ hai nữa là 2 tháng mới có hàng anh nhớ. Thì hỏi là anh có trước cố gắng cho em tầm 2 tuần em lấy trước bao nhiêu cũng được. Đấy. Thì bên cung cấp họ bảo không ạ, em tầm này em cũng nhận nhiều đơn lưới lắm, thế là thôi, từ bỏ ý định luôn. Nên là các bác có khen có chê thì tùy nhá. Không phải là bên em cố tình không làm trau chuốt tỉ mỉ đâu, bởi vì đặt mới bước chân vào cái ngành gọi là thương mại này. Đấy, đặt ít quá thì họ không làm, họ chê thế này thế kia. Đến lúc có vẻ xuôi xuôi rồi thì họ lại gây một cái sức ép là 2 tháng. Thế thì khai tử mẫu rồi đâu nữa mà. 2 tháng ấy, 2 tháng mà không có phụ kiện đi theo là khai tử mẫu rồi các bác ạ. Bên em nói luôn. Còn bên khác thì tùy. Thì như cái mẫu này em không biết là các bác lựa chọn thế nào nhá. Còn bên em ấy khuyên dùng ấy không cần nhất thiết là phải củ loa này đâu. Không cần nhất thiết, bây giờ em sẽ lấy một cái ví dụ. Mà em thấy cái ví dụ này nó khá là hợp lý với cấu hình và mức tiền. Với cái mức 15.600.000 ấy thì các bác lắp cái loại này cho em. Công suất nó vừa phải. Thứ hai là nó không bị cộm lên nhiều quá. Ví dụ con này nhạy là 98 dB, một củ nha, hai củ vào 101 dB là hết cỡ. Nhưng củ này là 100 dB trên một củ, và hai củ thì là 103, nhưng cộng với khoang thùng nữa 110 có dư. Không phải nói điêu các bác đâu, 110 có dư. Nếu như các bác mà không làm quen, 110 có dư. Còn cái loại này thì nó chỉ cộng lên là 106 thôi, là hết cỡ rồi. Tức là lệch 4 dB nữa. Lệch 4 dB, lệch 3 dB là gấp đôi công suất rồi. Nhưng đây lệch 4 dB nữa. Mà hơn nữa cái dòng củ này nó có cái điểm em không ưng là như thế này này. Nó đã thừa mít non rồi, xong lại công suất là lớn quá. Mà cái công suất của min bát, tức là giải mít non nó thừa, thì các bác biết rồi, tép bằng gồng hết cỡ nên kéo. Cái mạch này em làm này không có cái nào gọi là làm cho nó kháng được nữa. Nếu như loại trừ cái mạch autocom ấy thì có thể nó kêu to hơn, nhưng khả năng rụng và tịt khá là cao nên phải giữ nguyên mạch autocom. Ví dụ như cái này, cái tép khi nó đạt được đến 127 dB thì là đạt đến ngưỡng của củ loa tép rồi. Nhưng cái bát ấy nó có thể đạt đến là 138 dB cơ mới đạt đến ngưỡng của nó bác. Đấy. Nên là các bác chỉ có vào đắp tuyến nhá, các bác chỉ có dìm giải bát, giải min bát, giải min, tức là giải chung từ 800 hec đổ về là các bác có cái đoạn nào nó nhô lên là các bác dìm hết cho em. Dìm mọi em cái, đấy là ưu tiên. Còn thật sự là không muốn làm như này đâu. Đã khuyên khách rồi, nói hết nước hết cá rồi khách vẫn cứ chú cứ nạp cho anh. Thế thì em đến chịu các bác. Xong là các bác thêm cái câu chốt hạ bao tiền anh gửi thì em cũng đến thua các bác. Nói thật thì các bác ý kiến, nhưng mà nói mà chi tiết ra thì các bác ý kiến mạnh hơn rất là nhiều. Thì đây nhá, với cái cấu hình 15.600.000 ấy thì em vẫn ưu tiên hơn là với cái cấu hình 18.900.000, 19.800.000. Rất ưu tiên. Bởi vì làm nên nó dễ hơn, mà tiếng nó thoáng hơn, không phải gồng hết cỡ như là cái kia đâu. Nó cũng gồng hết cỡ nhưng mà nó không đến mức lệch nhiều quá. Bởi vì bây giờ em mà cho các bác xem thông số, các bác hủy đơn hết một loạt luôn. Đấy. Khi các bác về, các bác đo ấy, hoặc là các bác về gắn kết nối thiết bị của các bác ấy, các bác có máy tính nhá, các bác chỉ cần chỉnh theo đúng thông số mà em đề xuất chỉnh là ăn tiền. Thế thôi. Còn không nên chơi theo kiểu là chú cho anh cái công hình cao cấp nhất, không. Không có. Không ưu tiên luôn, nói thẳng là không ưu tiên luôn, phải không có. Có thì vẫn bán, nhưng mà không ưu tiên với cấu hình như thế. Bởi vì nó sai lệch kiểu quá. Đến lúc đó thì cái mạch mà chia quay nó mới có tác dụng. Khi mà các bác nắp cấu hình này thì ưu tiên là các bác phải chia quay. Và HPF cho tép thì khá là cao, 1.2 kg, và NPF cho bát thì cũng khá là căng, 1.2 kg. Nhưng mà HPF cho bát thì 80-100 tùy. Đấy, 80-100 hết. Các bác cắt thế nào thì tùy. Còn với sub của các bác nữa, em không biết sub của các bác nó
uy lực và hoành tráng đến mức nào thì em ưu tiên cắt 100 cho nó dễ. Còn nếu như mà cắt nó xuống sâu quá thì phí tiền mua nó bát này ra. Các bác mà các bác cắt cao nữa vào 125, 150 phí tiền mua cái củ noa này ra, phí tiền luôn. Còn các bác cắt thấp thì con này vẫn còn có tác dụng, bởi vì nó là gánh công suất lớn. Còn các bác cắt 80 thì là ưu tiên nhất. Ưu tiên nhất là H1215 này các bác HPF. Nếu mà đánh full ram thì là HPF 80Hz thì là sẽ ưu tiên nhất. Bởi vì nó nghĩ là tiếng mic nó bơm vào đây nó vừa dày, nó vừa âm tiếng, và nghe tiếng nó dày, nó âm tiếng mượt. Ông nào cũng đốt pháo hoa hết có hồn. Ok, video đến đây thì tạm dừng nhé. Mình cũng giải thích qua cho các bác cái cấu hình này của anh khách ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Khi hàng lên xe rồi là em sẽ gọi điện cho anh, được chưa? Ok các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.